chào mọi người, lại là Mr. Zero, kênh bóng đá Phú Nhuận đây. Cầu thủ Son Heung-min đá xấu ăn thẻ đỏ, lộ bạn gái xinh đẹp nhóm Blackpink. Không chỉ nổi tiếng về tài năng và sự giàu có, Son Heung-min còn được biết đến là một trong những cầu thủ sắc gái bậc nhất Hàn Quốc khi từng cưa đổ đến hai miệng nhăn nóng bỏng trong showbiz. Mới đây, anh chàng còn dính ngay tin đồn hẹn hò với Jisoo Blackpink. Jisoo khiến netizen và cả truyền thông xứ Hàn dậy sóng khi bất ngờ đăng tải hình ảnh xem trận đấu bóng đá tại Tottenham thuộc London, Anh. Đáng nói, theo loạt báo Hàn, mỹ nhân này lại đặc biệt đến Anh chỉ để cổ vũ cho nam cầu thủ đào hoa nhất xứ Kim Chi, Son Heung-min. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị nhất về bóng đá. Tạm biệt! Đại chiến chủ nhật trước Chelsea hôm ngày 22 tháng 12 trong khuôn khổ vòng 18 Premier League là một trận đấu kết thúc không mấy vui vẻ đối với Tottenham, khi mà tiền đạo Son Heung-min của đội này phải bị truất quyền thi đấu trực tiếp sau một hành động phi thể thao với đối thủ. Với chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận này, ngôi sao Hàn Quốc đã ghi tên mình vào lịch sử ngoại hạng Anh theo một cách không ai muốn. Nhưng hôm nay, Mr. Zero sẽ không bàn về sự việc trên sân cỏ. Câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay có đôi nét về cuộc sống tinh thần của cầu thủ này, đặc biệt là thông tin về cô bạn gái xinh đẹp, nóng bỏng của Son Heung-min. Son Heung-min, sinh năm 1992, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur ở Anh. Nhờ có bố là cựu cầu thủ Sơn Quang Trung, cho nên Son Heung-min may mắn được tiếp xúc với môn thể thao vui từ rất sớm. Không chỉ là người truyền cảm hứng, ông Quang Trung còn là người hướng cho con trai đi đến con đường bóng đá một cách nghiêm túc nhất. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, chàng trai này đã trở thành một trong những cầu thủ chủ lực thường chơi ở vị trí tiền đạo hay đôi lúc là tiền vệ công trong đội hình của đội bóng Tottenham, và đồng thời còn nắm giữ vai trò thủ quân của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Với thành tựu như vậy, chàng trai 27 tuổi đã được người dân Hàn Quốc xem là bảo vật quốc gia vì đã mang lại vinh quang cho xứ sở kim chi trên khắp thế giới. Không chỉ tham gia đá bóng, Son Heung-min còn rất có khả năng về kiếm tiền. Tài năng chơi bóng và khuôn mặt điển trai giúp cho Son Heung-min dễ dàng gây dựng được hình ảnh và trở thành cái tên được hàng loạt tập đoàn của Hàn Quốc săn đón để mời quảng cáo, mời làm đại diện nhãn hàng bằng những bản hợp đồng với mức thu nhập khủng. Cách đây không lâu, anh vừa cho ra đời khu phức hợp thể thao mang tên mình tại quê nhà ở Hàn Quốc. Theo ước tính của netizen, khối tài sản của cầu thủ trẻ sở hữu lên tới 20 triệu đô. Mặc dù không có thói quen khoe khoang cuộc sống xa hoa, nhưng người hâm mộ phát hiện nam cầu thủ trẻ có niềm đam mê sưu tầm siêu xe. Hiện tại, trên sức của Tottenham sở hữu trong tay hàng loạt siêu xe có giá trị khủng của các hãng như Ferrari, BMW và Maserati. Không chỉ giàu có, Son Heung-min còn là người có sức ảnh hưởng rất lớn ở châu Á. Vào năm 2017, anh chàng này từng có mặt trong danh sách 30 người trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng tại châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Trong giới showbiz Hàn Quốc, Son Heung-min có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với hai nam diễn viên Ryu Chun-seo và Park Seo-joon cùng nhiều nam nghệ sĩ khác. Trong đó, Ryu Chun-seo và Park Seo-joon đều có quen biết với Son Heung-min qua những lần xem bóng đá. Sau khi tâm sự với từng người về những khó khăn trong cuộc sống, Son Heung-min đã trở nên thân thiết với hai nam diễn viên này. Ngoài ra, Heung-min còn quen biết với rất nhiều người nổi tiếng khác như Jun-su, Rae Kim hay diễn viên Lee Ji-hoon. Quan hệ bạn bè là thế, còn với những mối quan hệ khác giới, Son Heung-min được mệnh danh là một trong những cầu thủ đào hoa nhất xứ Hàn. Không phải ngẫu nhiên mà tại Hàn Quốc, Son Heung-min được gọi là Ronaldo, một phần vì phong cách chơi bóng tương đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha, mà một phần còn lại là do ở khả năng đào hoa của chàng trai này. Bộ sưu tập người tình của Son Heung-min từ trước đến nay đều là những mỹ nhân có tiếng hoạt động ở showbiz Hàn Quốc. Cô gái đầu tiên được công chúng biết tới như bạn gái đầu tiên của đội trưởng tuyển quốc gia Hàn Quốc là Han Jae-so. Người đẹp bằng tuổi của cầu thủ tuyển Hàn Quốc đã từng là đại diện của khu vực Daejeon dự thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2012. Cô sở hữu một gương mặt khả ái và vóc dáng xinh đẹp. Tuy nhiên hiện tại, Han Jae-so không hoạt động nhiều trong showbiz, nhưng cái tên này vẫn được nhắc tới mỗi khi công chúng nhớ tới lịch sử tình ái của Son Heung-min. Một người khác có tên là Kim Min-ji là bạn gái tiếp theo của Son Heung-min. Cô không hoạt động trong ngành giải trí và khá kín tiếng về đời tư. Công chúng không biết nhiều về cuộc sống của Min-ji, không nắm được nhiều thông tin về cuộc sống, nhưng người hâm mộ xứ sở Củ Sâm cũng không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của cô. Kim Min-ji sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú cùng các đường nét sắc sảo, thường được khen ngợi là xinh đẹp không kém các diễn viên điện ảnh. Trong những mối tình cũ của nam cầu thủ này, nổi bật nhất chính là hai bóng hồng nóng bỏng của showbiz Hàn là Min-a G-Day và Yeo-soo-young, cựu thành viên của After School. Son Heung-min hẹn hò với ba Min-a những ngày mới thành danh ở châu Âu vào tháng 7 năm 2014. Bức ảnh bằng chứng cho chuyện tình của cả hai được tờ The Fact đăng lên ngày trang nhất.
Theo tiết lộ từ quản lý của Mina, khi hình ảnh hẹn hò trong đêm được đăng tải trên báo chí, hai người chỉ mới tìm hiểu nhau được một tháng. Người đẹp sinh năm 1993, có khuôn mặt trẻ trung, dễ thương và sở hữu một thân hình thon gọn, quyến rũ, thường mặc các trang phục ngắn và ôm sát để khoe lợi thế vòng một đầy đặn cùng đôi chân thon dài. Có đôi khi, cô lại bị công chúng phàn nàn về sở thích ăn mặc váy quá ngắn, dễ dẫn đến tình huống hớ hên trong khi biểu diễn. Cô được đánh giá cao về tài năng trong vai trò ca sĩ chính của nhóm G Day, cũng như khả năng diễn xuất ấn tượng khi tham gia vào nhiều loạt phim. Nhưng cũng chưa đầy 3 tháng hẹn hò, đại diện của Mina xác nhận là cô đã chia tay với chàng cầu thủ nổi tiếng. Nguyên nhân được đưa ra chính là cái lý do muôn thuở, khoảng cách xa xôi giữa hai người. Mina bận hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc, trong khi Sun Heung-min thi đấu tại tận trời Âu. Tháng 11 năm 2015, ít tháng sau khi Sun Heung-min chia tay Mina, truyền thông lại tiếp tục gây chấn động dư luận khi công bố hình ảnh cầu thủ bóng đá quốc dân đi chơi đêm với một mỹ nữ. Và người hâm mộ phát hiện ra rằng bạn gái mới của Sun Heung-min chẳng phải ai xa lạ. Cô nàng chính là Seo Yo-young, nữ diễn viên kim cựu thành viên nhóm nhạc nữ đình đám After School. Sau khi những bức ảnh được công bố, nữ diễn viên cũng đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ giữa họ, rằng cô muốn là nguồn sức mạnh cho anh ấy và hy vọng là có thể cùng anh ấy tiến sâu hơn trong mối quan hệ này. Khác với vẻ đẹp trong trẻo của Mina, Seo Yo-young sở hữu ngoại hình bốc lửa với phong cách thời trang nóng bỏng. Cô sở hữu chiều cao 1m65 cùng với số đo 3 vòng bốc lửa. Về ngoại hình và tài năng, Seo Yo-young chẳng có gì phải chê bai, nhưng cô lại hơn ngôi sao của Tottenham tới 6 tuổi. Vấn đề về tuổi tác và hình ảnh gợi cảm gắn liền với Seo Yo-young khiến mối quan hệ của cô và cầu thủ 27 tuổi vướng phải sự phản đối từ phía người hâm mộ cũng như là gia đình họ Sun, đặc biệt là bố của anh. Chính ông đã nói với con trai của mình rằng hãy trung thành với sự nghiệp cầu thủ, đừng bi lụy một phụ nữ để rồi mất đi tất cả. Cặp đôi chia tay ngay sau đó không lâu vì chịu quá nhiều áp lực từ công chúng và gia đình. Vừa qua, truyền thông Hàn Quốc lại rộ lên thông tin Sun Heung-min đang bí mật hẹn hò với nữ ca sĩ đình đám Jisoo và ngay lập tức đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả trẻ. Nghi vấn hẹn hò giữa Jisoo Blackpink và Sun Heung-min đã được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội Hàn Quốc sau khi nữ thần tượng chia sẻ hình ảnh dự khán trận bóng đá giữa Tottenham và Crystal Palace hôm ngày 14 tháng 9 năm 2019. Jisoo là cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo và quyến rũ, mỹ nhân 24 tuổi cao 1m63 cùng vóc dáng gợi cảm khỏe khoắn. Cô sở hữu vòng một đầy đặn và vòng eo săn chắc, không chút mở thừa. Các fan cam ghi lại phần trình diễn trên sân khấu của Jisoo luôn thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi. Nhờ vóc dáng chuẩn mực, nữ thần tượng nhóm Blackpink trở thành tên tuổi quen thuộc của các thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế. Ngoài ra, cô còn được công chúng Hàn Quốc khen ngợi là một trong những nữ thần nhan sắc mới của K-pop. Sun Heung-min vốn có lịch sử tình trường gắn liền với nhiều mỹ nhân showbiz như Yoo So-young, Min-a, Han Yeon-su. Điều này khiến một bộ phận khán giả càng tin vào giả thiết danh thủ 27 tuổi đang hẹn hò với nữ thần tượng. Tin đồn chị cả của nhóm Blackpink hẹn hò với Sun Heung-min nổi lên bởi đây không phải là lần đầu tiên Jisoo tới theo dõi tiền đạo 27 tuổi thi đấu. Năm 2018, cũng trên Instagram, Jisoo từng đăng ảnh tới xem trận chung kết bóng đá nam ASEAN giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, kết thúc với chiến thắng 2-1 cho người Hàn Quốc. Nhiều người hâm mộ Hàn Quốc kỳ vọng tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Jisoo và Sun Heung-min là sự thật, vì khi ấy họ sẽ có một cặp best friend phiên bản Hàn Quốc thật sự. Trên thực tế, chị cả Blackpink không hề tốn công lặn lội từ Hàn đến London chỉ để xem trận đấu bóng, thậm chí là còn xuất hiện công khai tại sân bay trước báo giới. Thành viên của Blackpink vốn có lịch trình dự tuần lễ thời trang tại London và tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tới cổ vũ cho cầu thủ đồng hương Sun Heung-min. Được tận mắt chứng kiến trận đấu bóng của cầu thủ Hàn Quốc vốn là ước mong của hàng nghìn người dân xứ Cửu Sâm. Chính vì vậy, động thái của Jisoo vốn không có gì lạ lạ. Bản thân của Sun Heung-min không hề có bất kỳ phát biểu nào. Còn về phía Jisoo, kể từ khi ra mắt vào năm 2016, cô chưa từng thừa nhận tình cảm với bất kỳ ai, cho dù nhiều lần vướng vào nghi án hẹn hò với đồng nghiệp trong giới. Cho nên, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, mọi thứ sẽ được rõ ràng khi chính người trong cuộc công bố. Các bạn cứ chờ xem nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.